Nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận và hỗ trợ điều tiết cung cầu xăng dầu trên cả nước, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu xăng dầu tại địa chỉ quản lý xăng dầu.moit.gov.vn. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, mục tiêu chính của hệ thống là nhằm ngăn chặn hành vi sai phạm trong kinh doanh xăng dầu và hỗ trợ điều tiết cung cầu. Hệ thống đã đáp ứng được tiêu chí cung cấp cho các cơ quan chức năng thông tin để theo dõi và giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Dữ liệu này cũng sẽ được sử dụng để điều tiết cung cầu và bình ổn giá cả về xăng dầu. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu để cập nhật trên ứng dụng phần mềm quản lý mặt hàng xăng dầu cũng đã đảm bảo tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo của doanh nghiệp theo các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xăng dầu và việc bảo mật thông tin kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.